Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn Tít. Và ngày hôm nay mình và bạn Giang, là bạn gái đồng hành với mình, sẽ thử món bánh tráng. Một món rất là phổ nổi. Biến. Thực ra là nó cũng nổi với sinh viên, nhưng đúng, mà khá phổ biến. Nhưng đúng, mà hôm nay mình sẽ review thêm một địa chỉ mới cho các bạn, ngoài những địa chỉ cũ mà các bạn đã thường đi ăn và biết đến. Đúng. Đó là món bánh tráng ở Thu Hương. Địa chỉ có hai địa chỉ, một là ở số 1 ô Chợ Dừa, hai là ở 270 hay 272 Tây Sơn ý. Đúng. Các bạn cứ lên đánh chữ bánh tráng Thu Hương là được. Quán này tự không biết là như nào nhưng mà tự gọi mình là bánh tráng Sài Gòn. Đúng. Đó, hôm nay mình sẽ thử. Đúng. Bánh tráng cuốn và bánh tráng trộn. À, phải nói qua về menu ở đây khá là đa dạng. Nhưng mà không có bánh tráng nướng thôi. Có bánh tráng đúng, tươi và bánh tráng khô. Và bánh tráng trộn như thế này có rất là nhiều vị. Hai vị thôi. Đâu, có bốn vị mà. À, bốn vị là đó là bánh tráng trộn và bánh tráng cuốn. Nhưng mà nghĩa là một loại là bánh tráng màu đỏ, một loại là bánh tráng màu trắng. Và hôm nay bọn mình đã thử mua bánh tráng cuộn và có sốt bơ à? Trộn bơ. Thì nghĩa là ở đây là có bánh tráng tươi. Thì bánh tráng tươi là có bánh tráng trộn và bánh tráng cuốn đúng không? Thì có bánh tráng trộn và bánh tráng cuốn vị truyền thống. Và bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn vị bơ, trộn với bơ. Đó thì mình bình thường thì vẫn ăn truyền thống rồi. Thì hôm nay mình sẽ gọi thử bánh tráng cuốn và bánh tráng trộn vị bơ. Thì ok, bây giờ bọn mình sẽ thử luôn. Có nhiều quá đói thì từ ăn giờ. Bánh tráng đó là các bạn phải mình sẽ ăn bánh tráng trộn trước. Nhìn qua thì thấy cũng vừa vừa, không nhiều không ít, và đặc biệt là có hai trứng. Bạn này bạn chơi ít, mình thấy thì vừa. Với mình thì đúng là ít thật, bởi vì sao? Bởi vì mình ăn khỏe. Vào trong bánh trắng trộn này cũng có cả bơ này. Thì gọi bánh tráng trộn vị bơ mà. Làm bây giờ mình thử bơ. Thực ra thì mình rất là ghét ăn bánh trắng trộn bằng cái xiên này. Nhưng mà có cái đũa thì tốt hơn. Nghĩa là mình cũng đã ăn bánh trắng trộn ở các bạn biết ở đây có quán ở trên Hàng Tre à? Rất là nổi. Thì và ở ngày xưa có ở Hàng Trống nữa. Đó. Thì các bạn thấy là ở hai quán này thì rất là nhiều, bánh tráng trộn rất là nhiều. Mà mình ăn ở đây thì lại thấy nó rất là nhỏ. Nó không thì nhỏ, có khi ăn vào lại thấy nó. Đây, tại vì nó khá là các bạn thấy mình trộn nó khá là vất vả. Thì nó khá là dính vì mình nói là nó được làm trước. Không phải là đến các bạn ra nơi mình làm. Không phải là cảm giác đâu mà sự thật là gì đấy. Bởi vì ra mới làm thì không thể 2-3 phút rồi đã có bánh tráng ngay được. Đây các bạn thấy nó hơi dính do trộn trước. Nào, hãy nói về nguyên liệu cho món bánh tráng. Cô giáo là học sinh nhỉ? Bánh đa. Đủ đủ đấy. Đủ đủ. Thì bò khô, trứng, rau, một ít rau thơm, rau thơm, mấy đặc biệt là thành có khô, khô và bơ. Đây, bơ. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Nó trộn mãi nó vẫn chưa hết dính luôn. Cô cứ ăn đi. Đây. Bất công trộn. Bất công trộn rồi phải trộn cho nó đều thì nó hết dính. Ăn nó mới ngon. Khá ngon đấy chứ, độ chua vừa phải, không bị chua quá. Vừa nãy anh có nhìn thấy người ta bắt bắp cốt không? Ừ, không biết, như không. Nhưng mà mình thấy cũng chua rồi, hay là vị chua của đu đủ, nó quất. Đúng mà, chưa bắt đu đủ thì có lẽ là này bắt đu đủ à? À nhầm, chưa bắt quất, nhầm. Khổ quá già rồi, nhớ bụng dính thế. Mãi không được miếng. Nào. Cô cho thề là sau
nên bảo quán là cho xin cái đũa một lần ăn cũng được mà ăn Mình là khó quá. thấy là vị bơ, vị bơ rất là ngậy, rất là ngon. Đối với bản thân mình ấy thì ngoại trừ cái việc là nó dính ra, còn lại mọi thứ thì ok. Ăn bánh giòn ngon, vị rất là vui vui mồm á, Vị gọi là hài hòa. ngậy nữa, thơm, ăn nó cũng không có cảm giác bánh tráng cứng và dai giống như một số quán làm ăn như là ni lông. Cái vị cũng rất là đậm đà. Thì quán này biển hiệu rất là to, đi đường là nhìn thấy, Là nhưng một mà vị quán trí thì rất là đẹp. đẹp nữa. Các bạn chỉ cần đi hết xã đàn qua cái đèn đỏ. Các bạn nhìn lên là đi thẳng lên là ô chợ Dừa. Đó, cơ sở 1 có 1 ông chợ dừa. Thì bởi rộng to lắm, bánh tráng luôn luôn, quán thì cũng bé, Quán thì toàn ngồi ngoài vỉa hè thôi. quán nó không có chỗ ngồi, tất cả chỗ ngồi là ngồi vỉa hè, chỉ có mỗi cái biển hiệu to, nhân viên đến chỉ có 2 người thôi. Nói chung là quy mô thì nó bé hơn, nếu mà so với các bạn mà đã đi ăn ở những cái quán bánh tráng khác ở trên Hàng Tre, Hàng Trống, có thể nó sẽ không nhiều lớn bằng. Nhưng mà mình nghĩ là đây là một quán, nếu mà trước mắt là đi ăn bánh tráng trộn, còn nếu mà các bạn nào ở khu vực Tây Sơn, Đống Đa mà cảm thấy ra Hàng Tre quá là đông, à quá là xa, Đặc biệt là ngại đi vào phố cổ. đúng, không biết đường nữa, thì mình thấy là đây là một quán có thể gọi là ổn để các bạn có thể ăn. Và trong lúc nói xàm xàm với các bạn xong thì mình vừa phát hiện ra là mình vừa ăn được một món tép ở trong này rất là thơm. Ừ đúng rồi, mình cũng vừa mới thấy không. Đây này, mình còn cắt được cả con tép lên cho các bạn cái này nữa. là cái này là một cái lạ khác ở các quán khác mình đi ăn mà không không các quán khác không có tép cho bạn. Giá cả mỗi một hộp như này là 20.000 nhá. Thì mình mua 3 hộp này là 60.000, như vậy là mỗi hộp là 30.000, Một à hộp 20.000, gì? hộp quá già tính lộn thôi. Thì 20.000 nếu mà mình đánh giá với bánh tráng trộn ấy Dạ thì đúng. hơi ít, có thể là hơi ít với nhiều người, vì nhưng mà đối với mình thì thế này là 20.000 mình thấy là cũng Mình phải ăn cũng ngon đấy. ăn cũng không quá là ít đâu, nó chỉ dính dính là nhìn nó bé bé thôi, Nhìn như là ăn mì nhỉ, trên đúng kia không? ấy. Nhưng mà ăn vào đối với mình ấy, ăn ăn vặt như này là vừa, không nhiều quá, Ăn vừa vừa thôi còn còn thèm. đúng rồi. Người ta sẽ chuyển sang món bánh tráng cuốn. Trong bao bì các thứ rất là đẹp. Thì tôi đếm qua xem nào. Có tất cả là 10 miếng. 10 miếng Wow. xếp ngay ngắn và có cả bơ ở trên. Bây giờ tôi sẽ mở ra nhé. Có 2 người. Có đôi không ấy? Đây là một hàng trên này là 5 miếng và một hàng dưới đây là 5 miếng. Vậy à. Đó. Tưởng là Hai một người thì mỗi người 5 miếng. tưởng là một cái liền có mỗi 5 cái thì ai ăn ai được. Đâu mà. Đương nhiên là tôi ăn 3 và ăn 2. Rồi bây giờ tôi sẽ gắp thử lên xem bên trong có những nhân là gì nhá. Ui dính quá. Nó rất là dính, có vấn đề rồi, có vấn đề về dính rồi. À, nhìn qua bên trong thì nhân giống như là bánh tráng này nó cuốn vào Bây giờ ạ, thôi. Ừ. là nhẽm mày. Thì nó sáng tạo hơn ở điểm đó thôi, chứ không thì người ta vẫn gọi là bánh tráng. Nhưng mà tôi sẽ ăn thử cái cheese, cái bơ ở bên ngoài.
Nếm đấy là bơ mà. Ừ. À, chị, à nhầm, ừ, bơ ở bên ngoài. Bơ phô mai đâu. Nhặn mà bơ. Không giống vị bơ là lắm nhặn. Lạ lạ. Bơ kiểu mặn mặn. Đối với mình á. Mình thấy rất mặn. Thấy bừa. Nó mặn đấy. Không hề mặn tí nào mà thấy vừa luôn. Mình thấy rất mặn. Vì nếu mà các bạn có ăn thì các bạn đã biết làm bánh tráng cuốn thì có ở số 7 à? Nguyễn Siêu. Ở trên phố cổ. Mình ăn đây mình thấy rất là ngon. Vừa. Và nghĩa là các bạn để các bạn gọi ấy, hoặc là các bạn đặt trước thì người ta mới làm. Đây là chắc chắn là đặt trước rồi. À chắc chắn là làm trước rồi. Có thể là bánh tráng cuốn mà nhanh như vậy được. Nhưng mà ở trên đấy không có bơ đúng không? Đây không có bơ. Đấy, có bơ. Nhưng mà gần đây cảm quan ấy thì một cái cuốn ở trên Nguyễn Siêu ấy nó dày và to hơn. To hơn và nó dày hơn. Ở đây bé hơn. Nếu mà bạn không thích ăn được bơ thì bạn có thể quệt nó sang các cái bánh khác để cho mình ăn. Hoặc là ăn bánh không thôi. Gọi nhưng mà bánh tráng không nhưng có mà bơ. Ăn ở đấy thì mình cảm giác nó mát hơn mà nó không mặn như ở đây bị mặn hơn. Cảm giác như là do con thịt thì phải. Bên trong. Tổng kết lại thì mình hôm nay mà mình đã thử bánh tráng cuốn và bánh tráng trộn ở bánh tráng Thu Hương ở số 1 Ô Chợ Dừa. Ngoài ra mình có thêm cho các bạn một quán bánh tráng trộn nữa là ở 48 Hàng Tre. Cửa Hàng Tre. Và bánh cô trắng. Chủ, cô chủ của quán đấy là bạn đại học của mình. Pia. Và quán còn lại là bánh tráng cuốn ở số 7 Nguyễn Siêu. À, hai cái quán ở Hàng Tre và Nguyễn Siêu ấy thì đó là những quán nổi tiếng rồi. Nếu các bạn muốn thử bánh tráng nướng ấy thì các bạn nên ra Bách Khoa. Mình thấy cái ở Bách Khoa có rất là nhiều quán bánh tráng nhưng mà chỉ có cái quán mà mình ăn thấy ngon nhất là quán có cái biển rất là to màu xanh lá cây đối diện cái căng tin sinh viên của Đại học Bách Khoa. Quán đấy như là tên là kem xôi gì màu xanh lá cây. Có một anh, các bạn cứ đi qua thấy có một anh đang tráng bánh tráng nướng rất là béo cũng rất là to. Quán này bánh tráng nướng rất là ngon. Vâng, và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận cuối của clip. Nếu các bạn thích hãy like, share và subscribe giúp mình để mình tiếp tục mua những cái món mới và thử những cái món mới. Nếu các bạn có yêu cầu món gì mà muốn bọn mình review thì các bạn có thể comment bên dưới. Thế nha. Chào nha. Bye bye. Nhớ subscribe để nó biết tí.